nhân cha thiên huật lâm bực chực nếu cái ai dùng thiên huật lâm bực chực đưa lên tôi được truyền hình para cato ứng đài phát thanh truyền hình Quảng Nam phát đài kênh VTV Sơn ứng đài truyền hình Việt Nam thiên huật lâm bực chực chụp hình giáp tường sợi ở cà mau bờ bờ bực chập biệt chụp bay đa bay bù sang ai chợ hàng cà cang gia phước sơn tỉnh Quảng Nam giờ bờ bờ chập buồn chật nặng xiết tập riêng giang cà mau bờ bờ bực chập bờ bờ chập tập bờ chật nặng đưa về xiết kinh đẹp đang cả đợ đợ cùng cả nhầm chụp bay đa bay bù sang vừa đăng bắc cà pê chả dừa đã đâm cả mờ bờ non điệp như sớm dịch chập bát nâu ai lùm bờ mông thật rực sử dụ cà phê thì nơi bờ bùn lùm đã rạch cà ai dàng tập bùn vai bất rau lần cờ biên tà bình chả bài đa bay bù sang nắp bờ ở bình kỳ thạp cà nàl đức bình chăm và tật lịch đi chả hòn phước sơn phóng sự nào bờ ơ đi trùi bù đầu người lầy nắc rau thì nuôi lùm bờ trước đường lì ơ cơm à bơ 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 chít pè bơ pa liêm chân em bơ dứt bơ cha thì chật lụi thân ra căn co bơ chết chập bay đờ bay bù sang ưng tỉnh Quảng Nam phòng ở căn co ưng chật hàng Phước Sơn với bơ gơi bơ ra hà ủy ban nhân dân chật hàng bơ cha bơ ai mà chết bơ chật vào thị trấn giang chấp đơn vị trường bơ cham thị Việt Đông ở đây người bơ lưng bơ được bay về cơ bù bơ ăn bơ lăng đồng bơ lớp bơ cham bay thân nuôi bù chân mệt trường bơ cham được bơ tam man bởi nên nắc cà phê ưng bền đùi cùng nắc cà phê đà ưng chai chù trù màn đang hạ ạ trực bài đơ ạ bài bù sang trực đàn. Tại khẩn nạ bởi nạc, bức bê lập bà chàm ai lớp bên tà luôn chật trù bà ta kênh đầu dập trường thị trật hàng Phước Sơn. Nào sắc bê lập bà chàm ưng trường trung học cơ sở trật văn Phước Thành mê có bậc trật văn dàl về bức ả thị trật bài đơ bài bù sang dàl lần ưng Phước Sơn. Bậc bề ăn bờ chạm, áp bè cán bộ ưng trà vàl Phước Thành, dỡ bà lan xe màn tự biệt trà bài đờ, bài bù sang. Bậc rào trà dô ngờ lùng, tự biệt trà bài đờ, nặng thị à căn cò, dỡ nặng bờ ngờ tàm ngờ cọp cử, hay gia ngay bờ lật thần năng, dịch điên, trà bài đờ, bài đi nà bù sang. Bà đà bờ ta màn ta ni ta nâng bùn bạ, về bờ ar, cho ol, nắc bờ niên lây bùn nàl, và cho chô ngờ hình. Các mươi áp bè ai chất vào bốn ngờ bà ta màn, nặng trường trung học cơ sở Phước Thành, công tôi luôn chật bà ta màn chấp bền, bà dứt nà nà hà bà niên trung bộp ưng biệt, trở bài đà, bài đi nà bù sang, bà bà hư chạc à dân đầy, bà ám ai cà con nà nà, tu ngờ trở bài đà, kre đi nà bù sang. Đối với cái trường Phước Thành, tổ chức tuyên truyền tạo hôn đối học sinh, thì cũng tổ chức các buổi chuyên đề, về sinh sức sản nắc kênh có trường Phước Thành bớt dược chai pra ai à bè bà niên học sinh à tờ bài đờ có trường dựa vẻ bờ cháy đăng ập bà nàl ai à đạo ưng nâu cây bê về dựa ú tờ mật ai môn kính môn sinh học ai ngân nàl đà mà nụy bình đình ngân nàl đà mà nụy bình rùi nắc kênh à bè thay cô dựa đăng mơ sàng tờ chạp bạch phút bà ta bà chàm đăng ập bà niên học sinh à tờ bài đờ tập bay đắn bù sang bước dỡ thầy cô bà chàm có môn học là thì các em cũng biết được độ tuổi như thế nào là kết hôn đúng và đúng theo yêu cầu của pháp luật đề ra. Trên địa bàn xã thì trên Phước Thành thì có một cái ba nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đang triển khai thực hiện hiện nay thì thứ nhất là tập trung đẩy mạnh tuyên truyền có chất văn Phước Thành về pi cờ lần bật lượt lo say pra ai bờ trở nên nâu sắc hai giờ cà rơ say pra trăm người mòn say pra ti bờ nhầm đằng ở ai giờ ap bờ niên trở bay đờ nắc kính ap con an tại trở vào cayu ap kính cờ đằng về ap ban ngành ứng lang bờ dược rơ lệch bà giang ap bờ niên cayu bờ lượt sang pra chân này đi trở vào ở đa ứng nâu ơi ta đằng ơi ta say mòn lên ap ban ngành nâu sắc đăng ai đoàn thanh niên lồng hội ap bưng đìl thị trở vào rơ lệch ba giêng ap thanh niên ca yua đường sang para xa này bất dược lưng vel prong bơ kênh hương ước quy ước ai chấp pra lăng đà nuôr đăng ve rau bậc ba chô rồi sẽ phối hợp với thôn đặc biệt là thực hiện việc xây dựng hương ước quy ước để mà áp dụng vào cái từng hộ gia đình để mà tổ chức triển khai thực hiện cho hiệu quả vấn đề này. Để được giang bên người bà cha mấy trường, cực chăn lùa, chất hàng Phước Sơn bởi bất rào ta đi, được người bà dứt nền nàl hà làng ta đâm cơ mở, ai vẹt đồng, nàl người gà đạch hà biệt ra bài đờ, bay tì nà bù sang. Người bà gọp ta bên rào trần niên tì, cả người rà rạp, dỡ nặng dị trực rụ tư nua ra càng có.
tạo bề là lục cơ xem dịch mì tước nầu phòng Akanko, huyện đoàn trung tâm y tế chợ hàng Phước Sơn bựa từ rửa đường trở thì nạc ngân nà nàl hà gà đất cho bay đờ bay bù sang lưng niên cả con đờ tạo một từ cả chắc hải dân bỏ niên nào đà bựa tàn đi được ngược bà dứt nà hà bè thì sắc bù lộ bỡ nát rau trong một nạc cho bay đờ bay bù sang đường ngờ đạch lưng ta biết lời việc cho bay nặng các trẻ chăm đi thì nua ra càng cỏ từ tới ngày đây đang nắc tị đồng đa năng ưng trường phổ thông mà càng cỏ ưng chợ hàng Phước Sơn về bất ơ là bề bên yên chợ còng ạt bè thì bờ nó ấy đợt người còng trở thì bà gớt trở ra trường người chui bà ta màn hà bề bên yên nát gây đẹp hà trở bay đờ bay đi na bù sang vậy sang dịch tờ nôm đợt người ta mà nà ban tổ chức bờ lù say màn tượng thần năng diệt điền đồng đạc vừa trong một ưng trở bay đờ bay bù sang dự tự mà ắt bạch tờ rưa cùng bờ tấm một tự biển dự bờ ưng bị bờ niên bất thần năng nà bà bờ mông ở bên trí bờ đơn nà trở bay nà bà bụi cả con về mà riêng sân dịch trên nặng bờ niên trực sân tâm mà lưng ơi kề em sẽ tuyên truyền là khi mà chúng ta chưa đủ tuổi thì chúng ta không nên kết hôn quá sớm sẽ gây ảnh hưởng tới kinh tế của bản thân và gia đình và xã hội. Em thấy tổ chức cuộc thi này rất ý nghĩa để cho perlang leng pajeng ai leng aku lai pr prthi ada ng nau prai perlam dang aji penien hok sing ng nau ban nak a terpai da leng chak bek rau terbaich kalang và phát triển thêm kiến thức thì khi được nghe nhà trường phổ biến về có cuộc thi sắp diễn ra với chủ đề tảo hôn thì em và các bạn bên chẳng nhà trường lo pr prthi ai a terpai da nak aku leng ape berjek có đầu bật dược chắc lấy có mạng ai xa này hạ kênh bê lũ vài luật ạ trả bài đờ hầu ngờ được trả bài đờ bê lê làm nhà trường và gia xây bạp ra ai ạ trả bài đờ ở đà ứng đầu nạc nâu sạc về bật chắc bật thí đăng a dì bờ nàl bật rau bật hay hay dì rất bạch cả lăng ạ đờ trả bài để chúng ta đúc kết những cái kiến thức mà chúng ta đã được nhà trường tuyên truyền để trả lời tham gia các cuộc thi này. Lưng bất ngài ở thì liệt học cho ngài đồng đạc. Bất xăng nà nà là hà bê bờ niên được chư ạ chạc ạ dân cờ rơ. Lưng trực chia bất rau nà nà lưng hà bê bờ trực bò nà l kè đạch hà trở bài đờ. Bày bù xăng bà dứt bầm nông liêm chàm nhầm cờ rơ. Nắc đà bật được bấng chở nập dàng ạ bè thì nó ấy trường phổ thông. Tu ạ bè thì ạ thị chấp chở vàl chú bà chàm ạ thị nạc thị ạ lâm dạ dàng tờ ngày bôn trận trực kiện đờ trở bài đờ. Tô kinh đẹp chắc lê sân biển gây đạch hạ trập bay đờ, bay bù sang. Thị trường dựa bà chào hạ bè thì năn được gây đạch nạc rau, dư cơ rơ, à chắc à dân hạ bè bà niên, ta ở bức bên ngờ bà chào ngoại khóa. Tờ đẹp ngạp bè năn được gây đạch chất nạp cơ cho ai chụp bà niên năn ạch chàng bật trượt, năn bên chàm trực kiên, năn nà hạ bần rì, bần đùl. Dạ chắc ạch bạch tờ rưa, lưng ạch trập bay đờ, đờ gặp bè thì ạch bạch tờ rưa, đờ, lưng trập bay đờ, nạc tù cả chụp cà mà chật chàm. Cả mì thị trường phổ thông Akanko ưng chợ hàng Phước Sơn mà tợ trực thì bà gớt bà sơ lợi trực rõ đăng lời mưu rửa bố chạy nạc bà niên thị trực bạch trường bà chàm ai khẩm đức lưng bức trả vàl ưng phước năng, phước hiệp, phước thành năng cả tịch bà dân tình năng nàn nàl đã trở bài đờ bài bù sẵn nó đã bê lợi ngờ cả sân màn hà bất ngà nàl tự tình năng bà dân nàn nàl hà bè thì sạc bù lộ bỡ nàl rào mộp tuông trở bài đờ bài bù sẵn bà ta màn lấy lời nắc rào thị trực rụ tình hòa Akanko. Vấn đề tảo hôn là một vấn đề mà nhức nhối của toàn xã hội và đặc biệt là ở huyện Phước Sơn này. Thì đối với trường nội trú thì đàn trai bay đờ nâu thì dập ngày nào kênh trang Phước Sơn ứng nâu bức áp bè niên bà châu cà rong ạ trọc có trường nội trú bức rau xa xây u vai a hè cả chăm nào cây có trai bay đờ áp nhà trường lo càng có cơ mà hơn nùa nhà trường về bức rau chập bờ xây pra đang áp bè niên ở đờ trai bay lần trở bay đàn bù sang nạc tâm mê đầu về phòng Akanko trung tâm y tế chợ hàng đoàn bật trượt bờ bật thí bật cờ cờ đình ưng rạc xây pra ấy ở trở bay đà nhà trường và lần kiện lần ca dùa à bè đà đoàn thanh niên giáo viên ra đập lời bật thí ưng đầu trong ấy bờ bật thí ưng đầu a cu lấy con bật hải lần bật rau bà chô đang hè tạ bạch cờ lăng bên xây pra trở bay đà lần trở bay đàn bù sang hai bà niên học sinh có trường nội trú Phước Sơn là lầy lần bà chêng bà niên học sinh có trở hàng Phước Sơn mán mở đỏ đang ở dự vai đã trở bay đàn bù sang có trở hàng Phước Sơn lần dự rụ tàn hùa ra con có
kênh về prong prơ prithi chấp cơ mà có prơ học về tâm mật ả đà ả trả bày đà bày đàn bù sẵng ả đà bè học sinh nạc kênh ả đà giáo dục phổ thông cơ mà bơ rơ bồm chất tạc nhà trường về dùa ả bè giáo viên prơ bà tâm giáo viên ả đà bà cha môn sinh học đang hạ bè bà niên nàl ả đà trả bày lần trả bày đàn bù sẵng góp phần là nâng cao kiến thức về tạo hôn và hôn nhận hết cho các học sinh. Cơ mà bởi bộ bởi chất bờ ra ả chất hàng phước sơn về sân dịp mùi chùa bè trở bài đờ. Đang cơ mà bởi bộ bởi chất bè, xìa dỡ bởi chất buồn trời nạc. Bởi bờ nạc đờ dỡ ngờ cơ ồn, đang nạc đà ngờ bất nạp lưng, ưng chấp ngành chấp viện lòng. Phong hoa căn có ưng chất hàng phước sơn, bà tâm lượt chô xây màn chấp ấy bởi về cho ngài bùi chà. Đị cả đạp cả ra, lời lời nạc bè tài đâm cả mờ, bộ ô bộ được bà ta màn kẻ đạch hà trở bài đờ. Trở bài đi nà bụt sang. Bên lô bè đà dựa cà rong trở thị bà gớt bà sơ lạc gà lưng bà rơm bè đi dễ riêng buôn bạ chô màn hà thần ưu cùng kênh đi nà bụt sang đây tinh nàl được gà đạch hà trở bài bụt sang cùng kênh dư bà liếm hà chạc à dân lúc tờ bất chù ngờ lượt bà ta màn được người gà đạch được người bà xìa đăng chà chô à dựa ngài trở bài đà bài bụt sang bà dứt nà nàl hà bà niên lưng nàl dư à chạc à dân chàm bà liếm. Tại đầu, người bà gọp bà dư rực rơ đang hà thần ưu, lưng dư được bà klai mà nỉ bờ, đi chất lũ, à càn cỏ, ai phước sơn. Qua cái thực hiện cái đề án 498 của Thủ tướng Chính phủ, cũng như là cái hoạt động tiểu dự án 2 của dự án 9 liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia phát triển. Ây về bờ đề án, bù nà riêng tiêu chất tạc cao, ưng chính phủ, lưng bờ tiểu dự án bờ, ưng dự án 8, kre ai hay dự bờ trở nên, nắc kênh đáng, nhà nước, cửa tăng à bè hội đoàn thể, ưng trở hóng, lưng ca dùa bà dương về, rong xe màn chấp bà lăng, à bè bà niên nâu sắc, à dì lo bà ta bà chạm, bà niên học sinh prong chở, bà thi bà cờ rực đình ưng rạc. Đang bà nà râu ưng à đầy tâm hạ, nà kênh bà nà kênh dô, à đà tờ bài đà, lưng tờ bài đàn bù sẵn. Đang à bè bà niên nà kênh gửi lệ, à đà ưng nạc á ú bực ai á chắc á ràng đầy. Đang bên trăm học hành của hạ y chí ra, nà kênh bà bà thi cờ đình ưng rạc, chá xây bực râu bà hay bà mà. Kênh bà niên bà tư lợp tạc cao tạc lâm dịch bờ. À dì bà tờ chất hoàng khâm đức, nà kênh lưng khâm đức à dì xây bê thị trường, dì lò bà cây có trường nội trú trường cấp 3 trường Lý Tự Trọng lưng a di về xây màn ấy a pe chervál có cả càng dài từ lưng pata pacham đang a pe panien nâu bel đầu a di kiêng đang a pe panien nal bực rau parai snap kênh có trường tiểu học trường trung học cơ sở có chervál a di về vội lầy đang a pe panien prong tình chợ các xã là đối với các vùng xa vùng sâu là cái việc mà tuyên truyền cho các em là cũng còn ít so với ở dưới thị trấn. Chàm màn, hà lúc tờ bất chù chật trùi bà ta màn, bất bèl trở thi, nà hà nà nà lạ trở bài đà, bài bù sang. Dưới bà liêm à chạc à chân hà bè bù ô bợ, thế năng trở bài chiếc điên lưng đông đạc, ấy chài hà thần hùa lưng bà niên bà nòng trẻ triêng. Thì ý chất hăng phước sơn, nà lờ cơ tương trò mộp ơn trở niên tì, đứng dư hà bà mông thần hùa. Ta luôn chân trùi màn giúp chai nà 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 ơn trở năng. Bà dứt tờ vai mươi trở lộ cà phê mà nê trở bài đà, bài bù sang tị viện đồng trường học. Bà dứt bà mông bà mẹ hà thị nua ra càn có bữa nòng trẻ riêng. Bữa văn hóa văn nghệ thể dục thể thao liêm chế ngạch, bữa tàng trị ơ bùi hàr, cà rơ gà hơi liêm chàm hà bờ niên, nắc đà bữa liêm bà hay, được bà sàl gà nạ hà thị nua lưng à bè bờ niên, nàl tước rò mộp ứng thần niên tì nâu. Tôi bơ ý ngờ bởi chung tay cả chút lời biệt trở bài đờ, bài bù sang địa bởi mông ơn tên ur, lưng địa trường bởi chàm.